sâu răng ở trẻ nhỏ luôn là vấn đề khiến các bậc phụ huynh quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên hiện nay, đã có một phương pháp ngăn ngừa sâu răng mà ít ai biết đến, còn có tên gọi là Vanifluor. Vanifluor là một sản phẩm điều trị nha khoa giúp ngăn ngừa sâu răng và làm chậm hoặc ngưng quá trình sâu răng. Vậy Vanifluor là gì, lợi ích và cách sử dụng của nó như thế nào? Hãy xem hết video này cùng chúng tôi nhé! Vinalight, một nụ cười thay ngàn lời nói. Trước khi tìm hiểu về fluor là gì thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua về cấu trúc răng của mình nhé. Răng được cấu tạo gồm 3 lớp. Lớp ngoài cùng là men răng, sau đó bên trong là ngà răng và cuối cùng là tủy răng. Men răng và ngà răng đều được cấu tạo bởi các tinh thể hydroxyapatit. Các trụ tinh thể hydroxyapatit sẽ chồng lại nhau như những viên gạch xây nhà. Các tinh thể này có thể bị tan trong môi trường axit, tạo ra tình trạng hủy khoáng của men và ngà răng. Và vấn đề hủy khoáng chính là nguyên nhân dẫn đến các lỗ sâu của răng. Vậy, môi trường axit này đến từ đâu? Môi trường axit này được tạo ra bởi những hoạt động của vi khuẩn trong miệng. Vi khuẩn càng nhiều thì tính axit càng tăng lên, càng dễ gây hủy khoáng men răng và ngà răng, từ đó gây nên các tổn thương như sâu răng. Sâu răng không chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của chúng ta. Và bôi Vanifluor là biện pháp dự phòng sâu răng hiệu quả. Fluor là nguyên tố không mùi, tồn tại trong tự nhiên dưới dạng kết hợp với một số chất khác như phosphat, canxi hoặc ở trạng thái hòa tan trong nước. Fluor có thể có khả năng thấm vào men răng và chuyển đổi các tinh thể hydroxyapatit thành fluorapatit, giúp men răng cứng và chắc, làm giảm khả năng hòa tan. Qua phản ứng trên cho thấy vai trò của fluor trong việc củng cố cấu trúc cho răng, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển men răng, ngà răng. Ưu điểm của Vanifluor là có thể bôi trực tiếp và chính xác vào răng, bám chắc lên bề mặt răng nên không lo lắng việc trẻ có thể nuốt phải. Các nghiên cứu cũng đã xác nhận tác dụng ngăn ngừa sâu răng của Vanifluor trên răng sữa của trẻ. Việc sử dụng Vanifluor cũng được khuyến cáo của Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Mỹ trong việc điều trị phòng ngừa sâu răng ở trẻ nhỏ. Với những tính chất đặc biệt của Vani, giúp nó có thể được sử dụng ở trẻ ngay từ những năm đầu đời, Vani được sử dụng một cách có kiểm soát lên một khu vực cụ thể, sau đó sẽ bám vào bề mặt răng sau khi khô. So với các hình thức ứng dụng khác như dung dịch hoặc gel rửa, thì khi sử dụng phương pháp này, trẻ sẽ ít nguy cơ nuốt phải hơn. Các bạn có thể dùng miếng da sạch để vệ sinh và làm khô bề mặt răng trước khi bôi Vani. Dùng cọ nhỏ truyền quét Vani thường được nhà sản xuất đóng gói sẵn trong vỉ để lấy Vani và quét lớp mỏng trên bề mặt răng, từ mặt ngoài, mặt trong, mặt bên hoặc mặt kẽ của răng. Đang dùng Vanifluor cho bé, bạn hãy cố gắng giữ cho bé há miệng trong khoảng thời gian 5 đến 10 phút khi vừa mới quét Vani. Không để cho bé mím môi hoặc dùng lưỡi chạm vào những vùng răng vừa được bôi Vanifluor. Không nên chảy răng trong 24 giờ đầu tiên sau khi bôi Vani. Vanifluor có thể được áp dụng từ 2 đến 4 lần trong 1 năm, định kỳ 6 tháng 1 lần hoặc 3 đến 4 tháng 1 lần dành cho những người có nguy cơ cao sâu răng. Chỉ định khi bôi Vanifluor ở trẻ nhỏ. Tại phòng khám thì các bác sĩ khuyên chỉ nên bôi Vanifluor cho các bé từ 3 tuổi trở lên. Khi mà các bé đã có đủ khả năng để ngồi, làm theo các hướng dẫn của bác sĩ và có khả năng nhổ nước bọt được tốt, như các bạn đã biết, khi bôi các bác sĩ sẽ phải vệ sinh răng miệng thật là kỹ. Đồng thời, việc cách ly nước bọt sẽ phải đảm bảo thật tốt, vì khi ấy, Vanifluor mới có thể bám chắc trên bề mặt răng để phát huy được hiệu quả tối đa trong việc phòng ngừa sâu răng. Việc nuốt phải Vanifluor khăng khá vào cơ thể sẽ gây nhiễm độc fluor hoặc gây bất thường về cấu trúc men răng cho bộ răng vĩnh viễn sau này. Chính vì vậy, việc bôi fluor được khuyến cáo nên thực hiện tại các phòng khám nha khoa dưới sự kiểm soát chặt chẽ của bác sĩ. Các bậc phụ huynh nên hạn chế tự bôi Vanifluor tại nhà cho con, đặc biệt là các bạn nhỏ. Các lưu ý sau khi bôi Vanifluor. Sau khi bôi Vanifluor, bạn không nên ăn nhai, uống sữa hay nước ngọt trong vòng 4 giờ đầu. Nếu như khát nước, có thể sử dụng ống hút. Một lưu ý nữa, không nên động tay vào các bề mặt răng sau khi bôi. Để đảm bảo Vanifluor lưu trên bề mặt răng được lâu nhất, nên ăn nguội, uống nguội trong khoảng 24 giờ đầu. Không nên sử dụng các đồ ăn, thức uống quá nóng, bởi vì nó sẽ làm hòa tan Vanifluor trên răng.
không đánh răng và sử dụng chỉ tơ nha khoa vào buổi tối ngày hôm đó. Và cuối cùng, không ăn đồ ăn dai, cứng, có tính dính trong vòng 24 giờ đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu còn câu hỏi nào thắc mắc, hãy comment xuống dưới đây cho chúng tôi biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.